Hôm nay hai mẹ con mình sẽ đi siêu thị ở đây nhá, mua sắm Trung thu ở đây mọi người ạ. Rau cỏ thịt cá các thứ thì đều mua sắm ở đây. Tập trước thì mọi người thấy mình đi chợ hải sản rồi đấy, thì tập trước thì mình đã mua được cá rồi nên là hôm nay xuống đây mua một ít thịt này, mua rau, mấy cái lặt vặt để ăn gia vị để ăn Tết Trung thu. Trung thu Hàn Quốc thì ăn rất là to nên là sẽ đến đây để ăn để mua đồ. Mẹ chồng mình đang đẩy xe đằng trước này, màu xanh này. Đây đợt trước thì người ta dựng một cái ấy lên đây để bán đồ nha, bây giờ không được dựng nữa hay sao ấy. Thấy đây là hoa quả. Ui, siêu thị hôm nay vắng thế, mình tưởng là đông người tại vì gần đến Trung thu ấy thì mình nghĩ là nó đông người này. Đây là dưa chuột 1980 won một trái này. Quýt này, mình sẽ mua một ít nữa. Yogi sajo, aga boda hossin sajanaya. Kuchi, kunde, igo dube an dejana. Đây là nấm hương nha, mình mua nấm hương. Thu bu trong sách cái á. Nhà mình sẽ mua với giá đỗ này. Y có tôi hát nát sai ở chỗ mình đi. Đây là giá đỗ tương nha mọi người ạ. Mình sẽ mua một túi giá đỗ. Mình sẽ mua giá đỗ tương này. Hàn Quốc ăn giá đỗ tương. Nhà mình không ăn giá đỗ. Giá đỗ kiểu giá đỗ giống như Việt Nam mình ấy. Tại vì mọi người không ăn. Đây là gia vị. Tại vì mình nấu không hạt ngon nên là mình sẽ mua gia vị. Về khi mà mình nấu món gì mình bỏ gia vị vào là được. Có rất nhiều. Muốn mua, muốn ăn cái gì thì nấu món đấy, mua cái món đấy về nấu rất là dễ. Cái này là bánh gạo cay tteokbokki nha mọi người ạ. Mình mua cái này về xong là chỉ cần cho bánh gạo vào nấu cùng, rồi cho chả cá vào nữa là thành bánh gạo. Nhà mình thì rất hay nấu kiểu này nên là mình hay mua lắm. Có rất nhiều thứ, muốn mua cái gì thì mua. Hàn Quốc thì ăn đậu và trứng gà rất là nhiều. Đậu phụ này bạt ngàn luôn, nhiều lắm. Thích chọn cái nào thì chọn. Có rất nhiều loại, rẻ cũng có, đắt cũng có. Còn cái đậu này á, là cái đậu mà mình không biết gọi, Việt Nam mình gọi là gì, ở bên này gọi là sundubu, là một cái đậu nó không cứng giống như cái đậu ở trong cái túi như thế này đâu, mà không cứng như thế này mà nó rất là mềm và ăn nó kiểu giống như đậu hũ ở ngoài hàng ấy, nó ăn nó rất là mềm và kiểu giống như mượt, nó trơn trơn ấy, rất là ngon, nấu canh ngon lắm. Có rất là nhiều loại thao hỗ trợ. Mua cái này gọi là thuturimuk, là cái quả. Nó không phải là hạt rẻ đâu nha, nó kiểu giống như hạt rẻ ấy. Nhưng mà người ta lấy về ấy cái bột ấy, xong là làm như thế này. Ở Hàn Quốc thì những cái này người ta ăn rất là nhiều. Mình sẽ mua. Thì có hát nát sai cây á, ok. Mình sẽ mua. Cái này là cái gì nhỏ. Mình sẽ mua đậu. Đậu phụ ở Hàn Quốc thì người ta bán như thế này. Hành ba rô to như là cái tre mọi người ạ. Một gói này là một túi này có 3 cây thôi mà 1680 won. Cô đây ở trong sai không? Mực nha mọi người ạ. Đây là góc bán hải sản này. Ở đây cũng có cua hoàng đế, cua tuyết, rồi ghẹ các thứ nhiều lắm. Đây là mực.
mẹ mình mua hai chỉ mực yốc kiểu em mua hai vị mực về để kiểu giống như là mình luộc để chấm tương ớt ăn cũng được. Nhà mình thì rất hay thích ăn mực tại vì chồng mình chỉ ăn hải sản thôi, không ăn thịt. Ở nhà nấu thì không ăn, ra ngoài thì vẫn ăn mọi người ạ. Rất là rất là lằng nhằng. Món này gọi là hung o, mình chưa từng ăn bao giờ. Nhưng mà người Hàn cũng có rất nhiều người không ăn được nha. Gọi hung o là một cái loại cá. Đấy là cái con cá này. Mình không biết tiếng Việt Nam là gì nhưng mà nó rất là hôi. Mình thấy bảo hôi lắm, hôi mà không phải ai cũng ăn được. Đấy, gỏi rất là đắt này. Cứ bảo là bây giờ hải sản không có nhiều người ăn ấy, kêu là không bán được nhưng mà đắt đấy. Có rẻ đâu, mình định mua ấy nhưng mà thấy đắt quá, không mua nữa. Cá, rất là nhiều cá người ta chế biến sẵn rồi. Sa tảo mua nhỉ? Sa tảo của không? Ừ. Cá này tập trước mình đi ấy mua 20.000 đấy. Mà ở đây người ta bán có 12.000. Đây là cá hú. Người ta cho vào trong, người ta cắt ra các thứ hết rồi, người ta chế biến hết rồi, mang về chỉ việc nấu thôi. Đây là cá hồi. Mình thích ăn gỏi cá hồi lắm nhưng mà nhà mình mọi người không thích gỏi cá hồi. Đắt này, một miếng bé tí này mà 12.000, 11.000 mấy trăm ấy. Đây là những cái món mà người ta ướp gia vị rồi. Ở Hàn Quốc thì lươn rất là đắt nhá mọi người ạ. Một con, cái này còn một miếng lươn đấy, còn chưa được một con đâu, một miếng thôi ấy mà tận 12.000. Sò, đây là những con sò trong cai này. Ý con trong xa chó nước hay mốc quẩy không? Mình sẽ mua hai cái con này. Con này gọi là cái con gì nhỉ? Con này gọi là cái con gì, mình mông kê, Hàn Quốc gọi là mông kê mà tên tiếng Việt Nam mình thì chỉ để ở trên màn hình ấy nhá. Tự nhiên bây giờ không nhớ ra gọi là con gì nữa. Đây là thịt lợn nha mọi người ạ. Đây là thịt lợn ba chỉ. Mình rất hay mua ba chỉ về để nướng. Đây là thịt bên này là cái loại nó không có bì, người ta lọc bì rồi. Lọc bì rồi nướng thì nó sẽ không bị kiểu như là nó không bị ấy, không bị bắn mỡ. Là mình sẽ mua một ít, nhà mình thì hay ăn thịt này. Bên này là thịt bò đắt lắm mọi người ạ. Thịt bò ở Hàn Quốc rất là đắt, Hàn U. Hôm nay mình sẽ mua 3 vị thịt này, 3 vị thịt ba chỉ. Một vỉ có 384g mà 6.336 won nha mọi người ạ. Và thịt này ấy, thì mình mua về mình sẽ để vào tủ lạnh, để vào tủ đông ấy, khi nào ăn thì giã đông ra và lấy về nướng. Ở Hàn Quốc thì không phải ngày nào cũng đi chợ giống như Việt Nam đâu, mình đâu. Nhà mình thì thường là khoảng 1 hoặc 2 tuần thì mới đi chợ một lần. Đây là thịt bò. Mọi người xem này, một vỉ thịt bò bé tí này thôi có 240g thôi mà 33.000 đấy. Đắt lắm, mình không có tiền để ăn. Hàn Quốc thịt bò là một món khá là đắt và xa xỉ ấy mọi người ạ. Kiểu giống như xa xỉ ấy. Ôm bên này có sai không? Đây là Hàn Quốc. Ê, phú quốc kì. À, cứ đấy ạ. Nè. Cứ đấy ạ, cứ mang khu cơ đi mang sai ạ. Mình sẽ mua cái thịt bò này để nấu canh nha mọi người ạ. Nấu canh thịt bò củ cải. Mua một vỉ này thôi, một vỉ này thì bé tí thế này thôi mà 11.000 này. Thịt bò đắt cực ở Hàn Quốc ấy. Đây là thịt sườn nhá. Người ta ướp gia vị rồi, nhà mình định mua một ấy này. Cho khi nấu quan thì mình chưa ăn thì thử ăn chưa á? Mình chưa nè. Vì cái này không có. Ừ. Ê. Không có cái chỗ. 그래요, 그, 그거. Mẹ mình bỏ mua một cái. Mẹ mình bỏ mua cái sườn ướp này một bịch là 3,5 cân, 26.000 thì sẽ mang đi biếu một bà cụ hàng xóm, bạn của mẹ mình. Còn đây là cái đấy là của cái này, cái bịch này ấy là của thịt, gọi là thịt lợn, còn bịch này là thịt bò. Thì có 1,5 cân thôi nhưng 27.000 thì nhà mình sẽ mua một bịch này để ăn.
Và đến hôm đấy thì nếu như muốn ăn ấy, thì sẽ đến mua nữa, bởi vì cái này thì nó sẽ không tăng giá không? Rau xanh các thứ người ta sẽ tăng giá, nhưng cái món này thì không tăng giá, với lại nhà mình tủ lạnh không có chỗ để nữa rồi. À, ý cô, thú cân mang chú xe à? Đây là món bulgogi. Bulgogi là một cái món thịt rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc, nhưng mà mình cảm thấy nó cũng không ngon lắm, tại vì món này là cái thịt, người ta thịt bò người ta thái nhỏ ra, xong là người ta ướp với gia vị rồi ấy mọi người ạ. Mình mang về mình cứ cho lên chảo nấu là được. Đây là cái quầy mà người ta bán thịt ướp gia vị, tất cả mọi món đều có hết, cả chân gà cũng có. Mình ăn bao nhiêu thì mình bảo người ta sẽ cân cho mình ấy. Một cân được nhiều lắm. Ở Hàn Quốc, ở siêu thị người ta cũng hay dùng một cân. Một cân là 600 gram nha mọi người ạ. Và người ta cũng dùng một kilo. Một cân là 600 gram. Còn một cân kilo thì người ta sẽ ghi hẳn là một cân kilo. Cái này là cái để mình nấu nước dùng ấy mọi người ạ. 그러면 이런 거 더 낫지 않아요? Cái này là cái nấu nước dùng. Cái này là những cái cá cơm, những cái gia vị ấy người ta bỏ vào rồi. Còn đây là cái người ta đã nấu sẵn rồi, nó là dạng bột mà người ạ. Mình nấu canh hay nấu cái gì đấy mình cho vào, nó kiểu giống như là một dạng nước dùng ấy. Mẹ mình thì hay mua mấy cái này đó. Một món ở Hàn Quốc rất là hay ăn vào cái ngày Tết, đó chính là cái món kiểu giống như là lấy cái tăm xiên qua xong là lấy lên rán ấy. Thì nhà mình cũng sẽ làm, bởi vì con mình thì nó rất là thích. Và cái món đấy là món đặc trưng vào ngày Tết ấy, nên là mình sẽ làm một ít. Tại vì mọi người biết đấy, ngày Tết thì nó sẽ có những cái món, nó có cái đặc trưng. Cứ con kimbap heo. Cái này là làm kimbap nha mọi người. Ở Hàn Quốc người ta làm cái gia vị làm kimbap là có hết rồi. Nên là mình sẽ mua cái này, thú kế á. Mình sẽ mua mấy cái này về để làm. Cái này thì sẽ cần thứ nhất là củ cải ngâm muối. Cái này là cái thịt, cái gạch cua nha mọi người ạ. Làm cái món cốt chi đấy lên phải có cái gạch cua này. Ấy xong là mình phải có cái gọi là cái gì nhỉ, hem. Cái gọi là hem đấy kiểu giống như một cái dạng thịt xúc xích ấy. Cái có thú kê chân này ạ. Anh em ăn đi có sai phải không? Đi có sai không anh? Mình sẽ mua cái này. Cái này nó nói như thế nào nhỉ, cái thịt xay ấy, kiểu một dạng xúc xích ấy, nên là mình sẽ mua về để làm. Đây là thịt vịt nha mọi người ạ. Đây là một con vịt người ta để vào trong cái túi như thế này rồi. Một con là 22.000 đây này. Đấy, 22.000 một con vịt. Còn đây là thịt gà hai con. Đây là thịt gà, đây là thịt gà già, 17.000 một con thịt gà, 17.500 một con gà già này. Rồi có gà nhỏ nữa. Những cái con gà này là cái gà kiểu giống như là người ta làm gà hầm xương ấy. Gà hầm sâm 9.900 được hai con, rất là rẻ, nhưng mà thịt vịt hoặc là thịt gà già thì rất là đắt này. Thịt gà thì người ta sẽ cho vào những cái hộp như thế này để bán này. Đây là gà người ta chặt sẵn rồi. Một bịch này là hai con, một bịch là hai con nha mọi người ạ. Bán cũng đắt lắm, 13.000. Rồi ôi mình sẽ trời ơi, đây là thịt vịt nhưng mà người ta lọc xương rồi. Hai ấy này là 22.000, đây là một con. Đây là mề gà này, ức gà các thứ này. Ở bên này thì cũng là gà, những cái con gà rất là nhỏ, mang về luộc nước sôi một cái là nó đã kiểu giống như mềm ra rồi. Đây là khu quầy bán hoa quả này, khu quầy đông lạnh này. Ở Hàn Quốc thì những cái đồ đông lạnh người ta bán rất là nhiều. Mình sẽ ghé qua quầy bán hoa quả xem. Lần trước thì mình đã mua hoa quả rất là nhiều rồi nên hôm nay chỉ ngắm giá cả thôi. Táo. Trời. Táo này là 12.900 một ba quả. Lê này.
thanh long. Cái này phát à? Mẹ mua sữa chuột này. Ở siêu thị này á, thì người ta còn bán rất là nhiều những cái kiểu thùng thùng như thế này, rau các thứ ấy, người ta cũng để vào trong thùng, là do siêu thị này người ta bán cho những người kinh doanh. Nếu như mình có cái giấy phép kinh doanh ấy, đến đây mua hàng, mua đồ ở đây thì được rất là rẻ nha mọi người ạ. Đây là cái rau ấy, rau xà lách. Mình muốn mua nhưng mà nhìn mãi không có chỗ nào bán lẻ mọi người ạ. Người ta toàn bán những cái thùng rất là to thôi. Đây chính là cái cây, cây nhít, là cái cây tía tô xanh ấy mọi người ạ. Người ta bán ở siêu thị rất là nhiều này. Một thùng như thế này không biết là bao tiền. Người ta bán để những nhà hàng ấy, người ta lấy về làm rau sống ấy. Đây này, đây cũng là cái tía tô xanh. Đây là chỗ bán gạo này mọi người ạ. Bên này là chỗ bán đồ khô, lúc nãy mình đi là chỗ bán đồ tươi, rau, hoa quả, thịt cá. Đây là bán những cái đồ kiểu như để được lâu ấy. Chỗ này là bán lá kim. Mọi người em biết không, ở Hàn Quốc người ta ăn lá kim nhiều lắm. Chồng mình hôm nào cũng ăn lá kim. Và ở đây thì người ta có hẳn một quầy như thế này, to đùng, toàn lá kim với lại các loại tảo này. Tảo thì tảo biển ấy, mang về mình để làm nước dùng ấy mọi người ạ. Có rất là nhiều, lá kim thì có rất nhiều loại này. Đây là lá kim bột để trộn với những cái loại canh hoặc là một số món khi mình nấu mình sẽ lắc rắc lá kim lên này. Cá khô, mực khô này, đây là những cái mực sợi khô. Mình mang về để xào, không phải làm mực để uống bia nha, mà mực này thì người ta sẽ xào trộn gia vị kiểu gì ấy để làm những cái món ăn. Mẹ chồng mình thì rất hay nấu nên là mình cũng biết. Đây là cá minh thái hay cá gì đấy, những cái loại cá khô mang về mình có thể hấp lên để trộn với gia vị để làm một món ăn hoặc là nấu canh. Có rất nhiều kiểu này. Đầu cá minh thái, đây là đầu cá nhé, để nấu nước dùng. Tôm, tôm khô, Hàn Quốc ăn tôm khô rất là nhiều. Cá cơm này, mẹ mua cá cơm. Ừ. 이거 있지 않았어 않아요? 없어 없어요? 너무 이건 조금밖에 mẹ sẽ mua cá khô này, 20.000 một túi này. 이거 어디 거지? 이거 20.000 một cân đấy. Nhiều lắm. Có loại cá cơm bé tí này. Rất là... Omani, có hana sách coi không? Đây là cá cơm. Cứ có tôi sao? Cứ có tôi sao xem? Mình thích ăn cá cơm này. Nó mu chắc cực cái á. Cá này bé, bé lắm, bé luôn đấy. Mẹ bảo bé lắm, đừng mua. Ý cô, ít xe à? Ít chả này, ít nước có gạt thầy. Thì như cái này nhà mình vẫn có, mình về mình sẽ lục tủ lạnh ra để nấu. Cá cơm xào rất là ngon nha mọi người ạ. Rắc một ít, gọi là ít cái gì nhỉ, Hàn Quốc gọi là uri kutang, là cái mạch nha ấy, rất là ngon đấy. Đi thôi. Gia vị này nhiều lắm. Cái siêu thị này rất là to và mở 24 giờ mọi người ạ. Đây là thịt viên mọi người ạ. Người ta cho mình ăn thử. Vào ngày Tết người ta hay bán thịt, ăn thịt viên ấy, nên là người ta bán ấy, cho ăn thử nha mọi người ạ. Cho ăn thử, mình ăn rồi. Bây giờ mẹ mình ăn, cái cô này cô ấy bảo là ăn đi để cho cô ấy đi ấy ăn cơm trưa. Hai mẹ con rủ nhau đi ăn cái thịt viên, ăn thử ở siêu thị ấy. Ở Hàn Quốc là người ta hay cho ăn thử lắm ở trong siêu thị ấy. Ở đây cũng có nữa này, đây cũng là thịt viên. Đây là những cái công ty, cái hãng thịt viên ấy, người ta muốn quảng cáo cái sản phẩm của người ta, xong là người ta mang ra đây để cho mình ăn thử và bán sản phẩm ở đây. Sản phẩm người ta có bán ở trong quầy ở đây nha mọi người ạ. Mẹ mua đồ uống,
Nhà mình không có ai uống rượu nên là sẽ không mua rượu nha. Tốn được bao tiết kiệm được bao nhiêu là tiền. Con mình rất là thích ăn cái này nên là mình sẽ mua cho nó. Cái này nó là sữa chua với sô cô la. Đây là cái chỗ bán, bên này là nước uống này, những cái loại nước ngọt này, còn bên này ấy, là chuyên bán sữa chua, cả một thùng, cả một cái dãy to đùng như thế này, sữa chua và những cái kiểu phô mai các thứ ấy. Mình định mua một ít phô mai. Có thể không? Thú kê thó sát xem. Mình sẽ mua một ít phô mai, nhà mình hết phô mai rồi. Phô mai thì có rất là nhiều và rất là đắt mọi người ạ. Phô mai đắt lắm. Mình sẽ mua một túi phô mai này. Phô mai ở đây ấy, rất là đắt. Một túi bé bé này 5-6 nghìn này. Cái phô mai này mình mang về mình có thể để lên trên cái bánh mì ấy. Đây là quầy gia vị. Ở Hàn Quốc thì mình ăn quen loại nào mua loại đấy thôi, chứ nó có nhiều lắm, mình cũng không kiểu giống như là không dành hết để mua ấy. Mình mua túi nhỏ nhỏ thôi. Mẹ mình ăn cái mì quân, cái gọi là cái gì nhiều lắm. Ăn mì chính, mẹ mình nấu ăn cho mì chính nhiều lắm. Đây, cái mình định mua một nửa thôi mà mẹ kêu là mua một cân đi. Ính cái đồi đó. Mình sẽ mua bánh nữa này. Cái này là bánh mì để ăn sáng. Hết quầy đồ khô này, sẽ sang bên này là bán mì. Đây là kim chi nha mọi người ạ. Kim chi người ta làm sẵn rồi, mang về chỉ biết ăn thôi. Ở Hàn Quốc thì một ngày ba bữa cơm không bao giờ thiếu được món kim chi. Nhà mình thì mua ở trên mạng rồi nên không mua nữa. Thì nhà mình có cháu đến nên là sẽ mua một ít bánh kẹo này. Đây là quầy bán bim bim. Tất cả đều là bim bim hết. Tại vì cháu mình đến nên là mình phải mua một ít đồ. Nếu không thì lại bảo cháu đến mà không mua cái gì ấy mọi người ạ. Nên là thật ra thì không nói nhưng mà mình cảm thấy kiểu nó ngại ngại ấy. Em mua vài túi nhỏ mua về là phải giấu đi, để con mình thật nó thấy là nó sẽ ăn hết. Con mình nó suốt ngày nó ăn kẹo thôi, nó không chịu ăn cơm, nên là mua về sẽ phải giấu đi. Mua như thế này thôi. Ở bên này thì là bánh kiểu giống như bánh quy các thứ ấy. Sẽ mua cho nó một ít mấy cái này. Nhà có 2-3 đứa, có mấy đứa nhưng mà cháu lớn rồi thì nó ít về. Còn mấy đứa nhỏ thì nó sẽ về ở mấy ngày á. Nó không ở đâu, nó cũng ở gần nhà mình thôi, nhưng mà nó sẽ về 2 ngày liên tục. Nên là mình sẽ mua một ít kiểu. Cái này là cái kẹo gọi là pepero ấy. Nó là cái dạng sô-cô-la. Đây. Nó là cái bánh, gọi là bánh gì cũng biết nhỉ? Ở Hàn Quốc gọi là pepero. Và bọn trẻ con thì nó rất là thích. Bây giờ nhà mình sẽ phải mua trứng gà. Hàn Quốc ở siêu thị không có trứng vịt bán mà chỉ có trứng gà thôi. Mình sẽ mua trứng gà này. Trứng gà Hàn Quốc rẻ lắm mọi người ạ. 30 quả có 6.000 thôi, 6.380 thì vào khoảng 120.000, chưa đến 120.000. 30 quả trứng gà tha hồ ăn. Khó mê không có cho. Ờ, cứ có 하나 더 주세요. 우리는 이거 뭐. 우리 집 라면 많이 먹어요. 아, 네. 네, 감사합니다. 아, mình mua mì gói, mì tôm ấy. Mình ăn mì tôm nhiều lắm nên là rất là thích mì ấy, nên là mua mấy cái này. Nhà mình có rất nhiều dầu xả nhưng mà đã nói với mẹ là mẹ ơi đây là cái bịch dầu xả, mẹ không nhớ mẹ lại đi mua tiếp. Có một gì có. Mẹ phan xài ở đấy á? Phan xài á? Mẹ đã mua 3 ấy này. 33 bịch, 3 vỉ trứng là 90 quả nha mọi người ạ. Tết nhầm. Hai mẹ con đã mua được một xe đẩy như thế này rồi. Để ăn trung thu. Thật ra nhìn này thôi nó không nhiều đâu, có một tí lằng nhằng à. Nhiều nhà người ta còn mua nhiều hơn nữa. Nhà mình thì mua ít, tại vì mẹ mình rất là thích home shopping mọi người ạ. Mẹ mình thích mua sắm ở trên mạng lắm, nên là đã mua rất nhiều ở trên đấy rồi. Nên là chỉ những thứ không mua ở trên đấy mới mua ở đây thôi. Bây giờ tính tiền sẽ đi về.
Đây là cái hóa đơn hôm nay này mọi người thấy. Cái hóa đơn dài như thế này. Hóa đơn sắm Tết đấy mọi người ạ. Tết Trung thu ở Hàn Quốc hết 336.910 won. Và chưa kể là lúc nãy đi chợ hải sản nữa, với lại mẹ còn tính thêm cái hai vị trứng nữa. Mẹ mình mua 3 vị trứng nhưng mà người ta bảo là một người chỉ được mua 2 vị thôi, nên là phải chia ra để tính riêng. Mẹ mình tính 2 vị riêng ra, còn mình thì tính 2 vị riêng thì nó sẽ mua được 4 vị. Nếu như không là người ta không cho mua. Bởi vì vào những cái ngày như thế này ấy, thì ăn trứng rất là nhiều. Người ta cần trứng để làm mấy cái món chiên ấy, nên là rất là nhiều trứng, dùng nhiều trứng ấy, nên là người ta hạn chế để kiểu đủ trứng để bán cho tất cả mọi người ấy, nên là mua được có 2 vị. Thật ra thì cũng không cần nhiều thế đâu, nhà mình không cần nhiều ấy, nên là mua ít được rồi. Nhưng mà mẹ mình thì mẹ mình rất là mua cái gì mua rất là nhiều. Hôm nay thì đã đi chợ cùng mẹ chồng, đi chợ mua sắm Trung thu xong rồi, nên bây giờ sẽ đi về rồi. Đi về rất là muộn rồi mà bây hôm nay thì cùng mẹ chồng đi sắm Trung thu xong rồi. Bây giờ sẽ đi về rất là muộn rồi. Bố ở nhà thì đang chờ cơm đói rồi ấy, nên là sẽ phải đi về thôi. Mình sẽ dừng video. Hôm nay cùng mẹ chồng đi siêu thị sắm Trung thu, sắm Tết Trung thu ở Hàn Quốc xong rồi nha mọi người ạ. Mua sắm rất là nhiều rồi. 2-3 ngày nữa đến Trung thu rồi, nên là sẽ sắm trước để đến ngày Trung thu chỉ việc nấu thôi. Mình sẽ dừng video ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người những video kế tiếp.